rồi xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel hùng xe hơi à, tháng mới rồi cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì em lại tiếp tục cập nhật cái giá xe Ford Ranger các đầu xe đang được bày bán tại thị trường hiện nay đa phần bọn em sẽ bán chính ở hà nội bắc ninh bắc giang hay lạng sơn các tỉnh miền bắc thì chúng ta sẽ được hỗ trợ một cách tốt nhất à, hiện nay thì Ford Ranger đang được bán chính với khoảng năm đầu xe à, cao cấp nhất chúng ta có Ranger Raptor thì với một chiếc xe đặc biệt và đóng thuế theo xe con 10 đến 12% tùy tỉnh địa phương thì chương trình khuyến mại hiện nay thì bên em đang tặng kèm một gói phụ kiện trị giá khoảng 15 triệu đồng để lựa chọn phụ kiện hay tư vấn sản phẩm và cân đối khuyến mại thì mình vui lòng lại trực tiếp có like đến kèm trên màn hình giúp em nhé Laptop là một xe còn lại duy nhất của đầu xe Volanger hiện nay đang được nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan còn lại tất cả các đầu xe tiếp theo đây thì sẽ là xe lắp ráp trong nước Ok, 1 tỷ 2 cho chiếc Raptor và phổ biến hơn thì chúng ta sẽ có Ranger White Check 925 triệu đồng phiên bản bay turbo hai cầu số tự động và chúng ta là một chiếc xe duy nhất có một cam trên thị trường nhé các đầu xe khác chúng ta sẽ không có màu cam mà chúng ta nhìn lên đường nó cái mắt như mọi khi đâu tháng này thì Check uh, đang có mức giảm khá là sâu dao động vào khoảng từ 65 đến 70 triệu đồng tiền mặt và ngoài ra chúng ta được tặng kèm một gói phụ kiện trị giá vào khoảng 8 triệu nhé uh, lăn bánh thì uh, hiện nay ở tỉnh địa phương với cái mức giá giảm 70 triệu thì chúng ta đã gần như là được miễn 100% thuế trước bạ rồi cái mức lăn bánh nó chỉ ngoài 900 một chút thôi cũng rất là hợp lý cho quý anh chị đang có nhu cầu tìm mua xe uh, bán chạy nhất thì uh, và vừa túi tiền nhất là phiên bản XLS, đây là ký hiệu của phiên bản một cầu và chúng ta sẽ có hai phiên bản số sàn và số tự động nhé, số tự động AT là 650 triệu, hiện nay là đa phần là xe lắp ráp hết rồi, xe nhập khẩu khá là giải rác, sẽ có một chút thay đổi về màu sắc trên phiên bản XLS hiện nay và mức giá 650 triệu đồng hiện nay thì chúng ta đang được giảm tổng giá trị lên đến 45 triệu. À, hợp lý nhất thì mình có thể lựa chọn giảm từ 25 đến 30 triệu đồng tiền mặt Và còn lại chúng ta lấy theo phụ kiện theo xe à, Cơ bản vì chiếc xe này cũng còn một số những cái phụ kiện chúng ta cần phải lưu ý như là cảm biến, camera lùi hay ghế da à, Phiên bản số sàn 630 triệu thì hiện nay đang có mức giảm là 30 đến 35 triệu tiền mặt Và chúng ta được tặng kèm phụ kiện nhiều hơn là lên đến khoảng 15 triệu nhé tổng giá trị khoảng 50 triệu rồi thật sự nó rất là sâu so với cái thời điểm trước lăn bánh hiện nay thì chúng ta chỉ dao động vào khoảng 650 đến 655 triệu đồng cho những quý anh chị đang ở Hà Nội với mức thuế khoảng 7,2 phần trăm À, trả góp với phiên bản Ranger XLS hay XLS MT chúng ta chuẩn bị tối thiểu vào khoảng từ 200 đến 220 triệu đồng là có thể lăn bánh được xe tại thị trường địa phương để được tư vấn lãi suất cũng như là giá bán thì anh chị lưu ý giúp em là chương trình khuyến mại giá bán chúng ta sẽ thay đổi liên tục theo cái lượng xe tồn lại và sẽ được cập nhật theo hàng ngày hàng tuần thì rất mong quý anh chị khi mà có nhu cầu thì mua xe mình liên hệ trực tiếp qua hotline chúng ta update khuyến mại này nhận thêm khuyến mại này, tư vấn một cách kỹ càng và được lựa chọn những cái gói vay làm sao nó phù hợp nhất trong cái điều kiện dịch bệnh như này Ờ, phiên bản XLT là phiên bản hai cầu động cơ turbo đơn 180 mã lực và hiện nay với những quý khách hàng đang có nhu cầu là muốn tiết kiệm tiền so với Vai Trách hay là chỉ là đơn giản là thích cái mặt ca lăng mạ chrome của XLT thì chúng ta đang có chương trình khuyến mại giảm 40 triệu tiền mặt nhé 799 triệu đồng và giảm 40 triệu khoảng 750 rưỡi và chúng ta được tặng kèm thêm là 10 triệu tiền phụ kiện theo xe mẫu à, xe này thật sự là cũng khá là ít xe và những cái dòng xe hai cầu ngoài vai trách thì các bác thường sẽ phải đặt để chúng ta chờ xe về một cách sớm nhất nhé à, nếu như mình muốn tiết kiệm nhất và rẻ nhất thì hiện nay chúng ta sẽ có răng gỡ XL 616 triệu đồng và chương trình khuyến mại hiện nay đang giảm là 30 đến 35 triệu đồng tặng kèm 15 triệu phụ kiện theo xe à, phiên bản này thì thật sự là chuyên cho các bác đi công trường và mua một cách gọi là tiết kiệm nhất chúng ta lăn bánh đâu đó chỉ hơn 600 thôi và trả góp tối thiểu vào khoảng 180 triệu đồng rất là rẻ và thủ tục các thứ rất là đơn giản chỉ duy nhất một điều là mình sẽ thường phải chờ xe khoảng vài hôm thì để có lịch xe và khuyến mại tốt nhất thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đang đính kèm trên màn hình giúp em mọi thông tin tư vấn về giá bán chương trình khuyến mại và thay đổi về chính sách bán hàng tại từng thời điểm thì anh chị có thể comment ở phía dưới những đầu xe mà mình đang quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu để bên em liên hệ lại tư vấn cũng như là hẹn gặp trực tiếp nhé vẫn nằm bảo quy trình tuân thủ phòng chống dịch bệnh cũng như là mua xe một cách hợp lý nhất cho những khách hàng ở các tỉnh tỉnh địa phương riêng biệt ok xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nếu video cập nhật giá này bổ ích thì anh chị có thể like share và subscribe ấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé Ô, xin chào và hẹn gặp lại trong video sau